Dạ, kênh Bất Động Sản Long An xin chào toàn thể tất cả quý vị và khán giả. Hôm nay Bất Động Sản review một nền đất thổ cư, sổ hồng riêng, sổ tiền lô đi, mặt tiền đường, kênh Giáp Mè, giáp ranh với đường Mỹ Lộc, Phước Hậu. Đây là ngã ba Mỹ Lộc, Phước Hậu và kênh Giáp Mè. Đó, phía trước mình. Hướng này là hướng vào đất của mình. Đường bê tông 5 m, xe tải 2 tấn rưỡi. Đây, xe tải 2 rưỡi hả quý vị? Còn hướng này là mình ra cầu Cần Giuộc và quốc lộ 50, 3 km. Còn hướng ngược lại của mình là mình ra cầu Long Thượng và chợ Long Thượng đó. Đây, hướng này ha quý vị. Từ vị trí mình đang đứng ra tới cầu Long Thượng và chợ Long Thượng 5 km là mình hướng về quốc lộ 1A, ra bến lức Gò Đen ha quý vị, đường thông ha. Rồi bây giờ mình dẫn quý khách đào vô vô đất của mình ha. Đây là ngã ba nha, ngã ba Mỹ Lộc, Phước Hậu và kênh Giáp Mè. Từ ngã ba này mà vào tới đất mình là 2 km nha. Từ ngã ba Mỹ Lộc và đường kênh Giáp Mè này vào tới đất mình 2 km, đường thông thoáng em quý vị. Xe tải là chạy quy du luôn ha, xe tải 2 tấn rưỡi, xe hơi 4 chỗ 7 chỗ là ok luôn. Đất của mình là sạch sẽ nha, không có dính trụ điện hay cột điện hay là cống gì hết, xung quanh là sạch sẽ luôn, không có mồ mả gì hết. Đất của mình là đất thổ cư sổ hồng riêng ha. Sổ thể hiện lối đi là đường con đường kênh Giáp Mè này luôn ha quý vị. Mình tới đất mình nè, thấy không quý vị, thấy không, xung quanh đất là sạch sẽ nha. Đó, đường đường trước đất là đường thông ha, xe tải 2 tấn rưỡi. Đó, đất của mình là có cắm cọc nè, nó cọc sơn màu đỏ ha quý vị. Đây, cái con đường này là con đường thẳng là ra tỉnh lộ 835A. Đó, từ cái miếng đất của mình ra tỉnh lộ 835A 1 km. Còn ở đây là cái ngã ba, gần miếng đất mình có cái ngã ba nha. Ở đây là cái ngã ba, ngã ba này là mình qua cái con đường cộng đồng Lộc Hậu đó, mình đi thẳng luôn là ra tới cộng đồng Lộc Hậu. Đây ra 835A đó, còn đất này mình vị trí đất mình nằm ngay đây. Mình nói rõ ràng cụ thể cho quý vị hình dung ra. Đó, còn đây là mình ra ngoài Mỹ Lộc, Phước Hậu, lúc nãy mình đứng ngoài mình review cho cô chú anh chị xem á. Còn ở đây tất cả mình có 6 nền.
nền này là nền số 1, nền này là số 2, nền này là nền số 3 và ở đây là nền số 4. Đó, nền số 4 là hiện tại mình đang kêu bán là nền số 4 thôi. Đó, bây giờ mình giới thiệu cái nền số 4 cho quý vị xem. Từ cọc này sơn đỏ qua cọc bên đây là ngang 4,5 m, dài 25,2 m. Mình xin nhắc lại, ngang 4,5 m, dài 22,2 m. Ở phía sau mình là nó có hai cây cọc sơn đỏ nghe quý vị. Đó. Đó, có cọc ganh đầy đủ hết ha. Đường trước đất mà mình là đường xe tải 2,5 t đó, đường thông thoáng ha. Vị trí đất của mình là Lộc Hậu, xã Mỹ Lộc, Cần Giuộc. Sổ Hồng Kiên ha, sổ thể hiện lối đi nha. Đó, sổ thể hiện lối đi đường trước đất là 4 m. À, nè, mình qua camera cho quý vị xem ha. Đó, xung quanh đất nè, sạch sẽ nha, không có mồ mả gì ha. Đó, nhà cửa đã, có nhà cửa đông đàng hoàng nha. Đó, giá bán cái một nền thổ cư này là 1,180 tỷ, thương lượng bao giấy tờ công chứng thế ha quý vị. Ngang 4,5 m, dài 25,2 m. Sổ Hồng Kiên, sổ thực hiện lối đi Lộc Hậu, Mỹ Lộc, Cần Giuộc. Rồi, em cũng xin kết thúc video luôn ha quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị và khán giả luôn ủng hộ. Anh chị nào muốn đầu tư xây nhà ở hoặc nhà bán thì liên hệ số điện thoại trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại.